Con đã gần 1 tuổi, nhưng chị Nhài sinh sống tại CT8 chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Ngoai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vẫn nghỉ làm ở nhà trông con. Vì nếu gửi con nhà trẻ tư thục, chị mất gần 4 triệu đồng một tháng, tương đương lương tháng đi làm. Mua nhà chung cư giá rẻ, nhưng các dịch vụ đi kèm như nhà trẻ thì giá cho người thu nhập cao. Chưa kể cư dân tầng 1 tới tầng 29 đã được cấp sổ đỏ, duy nhất 3 tầng nhà chị, từ tầng 30 cho tới tầng 32 chưa được cấp sổ đỏ, lý do chủ đầu tư xây vượt quy hoạch 3 tầng. Bọn em cũng mua ngay từ đầu đấy, ngay từ cái lúc mà cái tòa này mới xây được có móng thôi, tầng 1, tầng 2 thôi. Nhưng mà khi bọn em mua thì chủ đầu tư cứ khẳng định là làm được, nên là bọn em mới mua. Đến bây giờ thì vẫn chưa làm được, mãi mà vẫn chưa làm được, quá thiệt thòi. Cách đây 2 năm, tức là 2015, thì các tầng từ tầng 2 cho đến tầng 5 cũng như là 29 cho đến 30 cho đến 32 là đã làm một cái đơn kiến nghị rồi cấp trên. Đấy, về cái việc là đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có phản hồi gì cả. 400 hộ cư dân sinh sống tại chung cư CT6 đường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Nhà đã ở, tiền đã trả đủ chủ đầu tư, duy chỉ không được nhận sổ đỏ. Vậy là cái sai của chủ đầu tư giờ đã chuyển sang cái sai của người dân. Sự đã rồi, vậy nhà nước liệu có thể đập bỏ cái sai này không, khi mà số tiền đền bù cho quyền lợi của người dân là không nhỏ. Nhu cầu người ta bỏ tiền ra mua một căn hộ thì người ta cũng được muốn làm theo đúng pháp luật, là được đăng ký và được cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà. Nhưng mà vì cái sai đó đem ra là các cơ quan chức năng của nhà nước, ví dụ như Sở Tài nguyên Môi trường, không có cái căn cứ gì để cấp cho dân cả. Những tòa chung cư cao chọc trời, dân số tương đương cả một xã, diện tích lưu không bị ăn bớt, chủ đầu tư tận thu kiếm lời, sự nguy hiểm do cháy nổ, tai nạn thì dân nghèo phải gánh chịu. Biết là không thể có sổ đỏ khi nhà xây không phép, nhưng chủ đầu tư vẫn bán cho người dân. Phải chăng chủ đầu tư đã cố tình lừa người mua?